nhưng nó chưa xây cầu các bạn nhé. Nó lại xây mèo dưới là cái nguồn mật phải sung, nguồn mật phải nhiều, nguồn phấn hoa tốt thì đàn ong sẽ xây cầu các bạn nhé. Đấy. Về cái cách thùng nuôi thì các bạn sẽ tham khảo chủ yếu là theo kích thước, là đối với con ong nội trên mọi miền Tổ quốc phần đa là theo cầu 42 các bạn nhé. Tức là trong lòng thông thủy 42 cm. Đây ví dụ như đây là một đàn ong. Một đàn ong phát triển thì nó sẽ tương ứng với các số cầu trong một hòm ong. Những đàn ong phát triển tốt là những đàn ong có thế đàn đông quân. Thưa các bạn, đây là một đàn ong thế ba cầu. Ba cầu quân mà tràn vách. Tràn vách ngăn ra ngoài. Nhất là các bạn mới nuôi, chủ yếu là phải kiểm tra cái đàn ong của nó có đông quân không. Các bạn mới nuôi thường thường hay tham cầu, các bạn nên tham khảo và rút kinh nghiệm ngay. Tùy từng thời kỳ trong năm mà các bạn cho các đàn ong ở thế bao nhiêu cầu. Các cái thời kỳ mà đàn ong phát triển tốt, mùa mật tốt mà các bạn chuẩn bị các cái lớp quân để chuẩn bị đi thu mật chẳng hạn. Ví dụ như đây là cái thời kỳ mùa hè, thời kỳ của tháng đầu tháng 5 các bạn ạ. Bây giờ là đầu tháng 5. Đấy, khi mà đàn ong mà đã tràn vách như thế này, xây lưới mèo như thế này các bạn nhé. Đấy, mà các bạn lao cầu, các bạn xem này, đây là một cái đàn ong mà tôi đã chuẩn bị trước lao cầu. Các bạn xem, lao cầu ở đây một ngày mà đàn ong vẫn chưa xây. Đấy, tức tất nhiên là cái đàn ong nó chưa cần cầu các bạn nhé, chưa xây. Đấy, tại sao mà khi các bạn tham khảo trên các trang mạng ấy thì các bạn thấy là cứ xì mèo là các bạn lao cầu. Đấy, như cái đàn này là xì mèo các bạn nhé. Đây các bạn xem lớp quân này. Lớp quân ong thì cực đẹp luôn các bạn. Nhưng tại sao nó không xây cầu? Đấy. Đấy. Lớp quân ong rất đẹp, rất phẳng. Đấy. Nhưng nó chưa xây cầu các bạn nhé. Nó lại xây mèo ở dưới này. Đấy, đàn ong này nó ở chỉ có hai cầu thôi các bạn nhé. Nên khi các bạn muốn lên cầu, đàn ong vẫn chưa xây. Đấy, hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ cho các bạn biết là cái lý do mà tại sao phải lao cầu, mà tại sao lại lao cầu này ong lại không xây. Khi đàn ong xây cầu thì nó phải có nhiều lớp ong non tồn tại, với ngay sau đó là cái nguồn mật phải sung, nguồn mật phải nhiều, nguồn phấn hoa tốt thì đàn ong sẽ xây cầu các bạn nhé. Để cho đàn ong phát triển quanh năm trong các cái thời kỳ mà đàn ong không có các cái nguồn hoa nguồn mật thì người nuôi ong phải là bổ sung phấn, bổ sung mật cho đàn ong phát triển bình thường, để cho vòng đời của đàn ong phát triển luôn luôn bình thường. Thì nên khi vào vụ mật thì mới có lớp quân đi thu mật cho các bạn. Đấy, các bạn xem cầu thứ nhất và cầu thứ hai. Cầu thứ hai cũng khá đẹp các bạn nhé. Nên khi các bạn mới nuôi nên tham khảo tất cả các
các cái kiến thức về kỹ thuật nuôi ong, về cái sơ khai nhất, cái đơn giản nhất. Và các bạn phải làm từ những cái phương thức đơn giản nhất. Các bạn không đi quá tầm. Khi mà các bạn đã có những cái hiểu biết nhất định thì các bạn hãy đấy. Các bạn xem đây là cái cầu ong mà có thể nói là đàn ong này, nếu nói về một cục diện riêng nào đó thì đàn ong này cực đẹp các bạn nhé. Đấy, phấn mật đầy đủ. Đấy, đây là cái chỗ này là nguyên nhân là nó xây ra đây là cái xà cầu ấy nó bị vênh các bạn nhé. Đấy. Đây mặt trong này, đây là gọi là cầu mật. Đấy, cầu mật. Mật phồng đẹp. Các cái bánh tổ nó phải luôn trắng, hồng. Chứ mà nó chuyển sang vàng là những đàn ong kém phát triển các bạn nhé. Cái thước là các bạn hai bản, một bản 5 ly và một bản 1 cm các bạn nhé. Khi các bạn là nếu không đặt thước là nó sẽ xây lên vung. Xây lên vung là lúc quá trình các bạn thao tác thu mật là nó sẽ rất là khó làm. Nhưng các bạn là khi muốn làm đàn ong nó đấy, như đàn ong này rất là hiền các bạn nhé. Đấy. Đấy, các bạn nên lưu ý khi lao cầu là những cái đàn nó thật cần cầu thì các bạn mới có thể lao được cầu các bạn nhé. Đây, như cái đàn này mà các bạn muốn để cho ong nó xây vào cầu ấy là các bạn phải cắt vén toàn bộ cái số xây ra ngoài. Hoặc là các bạn lao các bạn lao cái cầu này. Các bạn lao vào giữa đây. Các bạn lao vào giữa này thì đàn ong sẽ nhanh xây cầu các bạn nhé. Nhưng khi lao vào mà các bạn kiểm tra sau 3 đến 4 ngày sau mà đàn ong không xây thì là các bạn phải rút cái cầu này ra nhé. Nếu các bạn không rút ra thì bên này nó sẽ có hiện tượng mất chúa. Khi con chúa nó không đi lại, không đi sang bên cái cầu bên cạnh. Hiện tượng mất chúa là nó sẽ tạo mũ chúa. Nó tạo mũ chúa. Tạo mũ chúa ở cái cầu bên ngoài. Đó. Đây ví dụ như hai cầu này, ví dụ như cái cầu con chúa bây giờ nó lại ở cầu trong. Nó không bò, nó bị ngăn cách cái cầu mà các bạn vừa lao kia. Là nó sẽ xây, tạo mũ chúa. Bởi vì nó không thấy con chúa ra để điều quân. Thì đàn ong nó tưởng là mất chúa. Nên đàn ong nó sẽ dựng lên mũ chúa. Đấy. Khi các bạn kiểm tra và đánh giá các cái đàn ong mà các cái bánh tổ mà nó kiểu dạng thâm đen như thế này. À, là một trong những cái đàn ong chưa được đẹp. Đấy. Nhưng mà khi đây cũng không thể nhận biết một cách chung chung vậy. Khi mà các bạn quay mật nhiều thì cái sáp nó vẫn bị đen này. Vì lý do là nó ra ngoài không khí. Đây là cầu bên trong. Đấy. Đàn này đã có lác đác ong đực. Đây, cái lượng mật thì ít các bạn nhé. Chưa đủ. Đàn ong phát triển đến mức nào đó thì đàn ong sẽ có hiện tượng tạo các cái con ong đực. Khi đàn ong đã tạo ong đực là có cái xu hướng muốn chia đàn các bạn nhé. Đấy, các bạn phải nắm rõ được cái tuổi đời của các đàn ong. Đấy, khi các bạn biết cái tầm quan trọng của cái đàn ong. Đàn ong thì thường thường là có 3 cái thành phần chính. Đứng đầu tạm có thể nói là con chúa là con đứng đầu. Đấy. Chúa là con đứng đầu. Cái thời điểm thứ nhất là tôi
cho các bạn xem cái tuổi đời của con ong chúa, cái vòng đời của ong chúa. Cái trứng, tất cả các cái trứng là đều là trứng chung. Ong chúa là trứng là cũng 3 ngày, ấu trùng là 5 ngày rưỡi, nhộng là 7 ngày rưỡi các bạn nhé. Tổng tính bình quân chung là 16 ngày. Tùy theo thời gian và mùa vụ khác nhau mà là tính, người ta tính tổng bình quân là 16 ngày, 15 ngày rưỡi. Đối với các cái thời điểm, như thời điểm bây giờ mà các bạn làm chúa, thời điểm tháng 4, tháng 5 thì nó chỉ tầm 15 ngày đến 15 ngày rưỡi là cùng. Nên tầm tháng 9, 10, 11 thì nó phải là 16 ngày. Những cái tháng mùa đông thì thường tháng 9, tháng 10 thì cái thời gian nó sẽ cao hơn 0,5 ngày. Ong thợ thì là cũng 3 ngày trứng, 6 ngày ấu trùng và 12 ngày nhộng, 21 ngày là nở, tính bình quân trong năm. Thì cái quan trọng nhất là các bạn cần lưu ý đến cái vấn đề là có cái ong thợ. Ong thợ là một trong những cái vấn đề là đưa lại sản lượng cho chúng ta. Khi các bạn muốn thu mật thì các bạn phải tính toán được cái lớp quân. Các lớp quân kế cận nhau, nhất là cái thời kỳ vào chuẩn bị vào vụ mật, thì các bạn phải luôn có cái phương pháp chăm sóc hay là di chuyển các đàn ong đến các cái nguồn hoa mà các bạn chăm sóc sao cho nó thuận lợi để phát triển cái lớp ong non, lớp ong kế cận. Lớp ong thợ này tuổi mà cho các bạn sản lượng mật nhất, cao nhất là từ 35 ngày tuổi cho đến 60 ngày. Đấy. Còn tuổi thọ của con ong thợ thì nó chỉ được có 45 ngày để cho đến 65 ngày. Tuổi đời của con ong thợ nó chỉ tồn tại ngoài tự nhiên là 45 đến 65 ngày, tùy từng thời điểm trong năm. Đấy. Còn thành phần thứ ba là ong đực. Ong đực thì cũng gồm có 3 ngày trứng, 6,5 ngày ấu trùng và 14,5 ngày là nhộng, tổng là 24 ngày. Con ong đực này thì chỉ có mỗi cái tác dụng là khi cái đàn ong nó muốn chia đàn, muốn tạo dựng chia đàn thì đàn ong mới tạo ong đực các bạn nhé. Thì đàn ong nó mới tạo ra con ong đực. Khi tạo ra ong đực chuẩn bị nở và nở thì bắt đầu nó tạo mũ chúa. Tạo mũ chúa chia đàn hoặc tạo mũ chúa kế ngôi. Các cái đàn ong phát triển kém nó cũng làm như vậy. Còn các cái đàn ong mà có hiện tượng chúa mũ chúa cấp tạo là thường thường không có ong đực. Các bạn lưu ý. Đấy là một trong những khâu quan trọng nhất mà các bạn mới nuôi cần nắm nhất. Đối với đàn ong như thế này, các bạn đang xem đây, là đàn ong đang bước vào vụ mật rừng. Mật rừng. Vụ mật rừng thì được tính là từ 15 tháng 4 âm lịch cho đến 20 tháng 5. Mật rừng thì chia làm hai giai đoạn các bạn nhé. Mật rừng là đấy, từ 20 tháng 5 cho đến 20 tháng 7. Đây là một đàn ong muốn chia đàn. Khi các bạn đi kiểm tra, thường thường là cái lượng ong nó bay ra, các bạn đoán ngay ra là đàn ong chia đàn. Khác với đàn ong bốc bay. Đàn ong bốc bay là đàn ong không có con ong nào tha phấn. Về các bạn quan sát xem. Đấy, đây gọi là đàn ong chia đàn các bạn nhé. Đấy, tôi đang đi kiểm tra, đi ra thăm vườn thì thấy bắt đầu hiện tượng chia đàn. Đấy. Khi đàn ong chia đàn thì thường thường là nó sẽ cái lượng mật chúng ăn rất no. Các bạn nhìn thấy con ong, con nào con đấy là no phình hết. Đấy. No phình hết ra như này. Đấy, khi đàn ong nó ổn định mà các bạn lại mở cái cửa tổ ra và thấy nó điều hòa tốt như này, nó không ra nữa, và chúng ta sẽ mở bên trong để kiểm tra các bạn nhé. Tức là sau 1 đến 2 giờ sau các bạn bịt cái cửa tổ ấy.
Thì sau đó các bạn kiểm tra mà thấy nó không còn nhốn nháo như lúc đầu thì các bạn mới kiểm tra bên trong. Khi đàn ong nó phát triển đến mức độ nào đó mà ngôi nhà của chúng chật hẹp quá là chúng phải tạo con ong chúa ra để chia đàn. Thứ nhất là kiểm tra các cái mu chúa. Đây thưa các bạn này, đây mu chúa, đây mu chúa chia đàn thì thường thường là hay tạo ra ở góc này đấy, bạn thấy chưa? Đấy là một cầu có mu chúa các bạn nhé. Kiểm tra tiếp các cầu theo là có bao nhiêu mu chúa. Đây một mu chúa các bạn nhé. Đến cầu thứ ba, cầu thứ ba các bạn này, mu chúa này đấy, mu chúa chưa đóng nắp này. Các bạn phá đi. Bây giờ có 3 cái mũ chúa các bạn ạ. 3 mũ chúa thì các bạn sẽ lựa chọn các cái mũ chúa đẹp. Đấy là một mũ. Nếu như các bạn muốn chia đàn thì các bạn phải lợi dụng các cái mũ chúa chia đàn này. Đấy, những cái đàn đẹp như thế này chẳng hạn thì các bạn sẽ chia đàn. Đây, cái mũ chúa này là mũ chúa đẹp các bạn nhé. Đó, nhưng nó chưa được già. Đó, các bạn để yên cái cầu này lại, để tách nhá, một mũ chúa đẹp nhá, chỉ cần một mũ thôi các bạn nhé. Đây là mũ chúa già hơn. Thường thường mũ chúa chia đàn là bao giờ cũng là mũ chúa ở mức tốt, mức tốt nhá. Thì các bạn cắt sâu nó xuống, cắt sâu nó xuống này. Đó, cắt sâu nó xuống, các bạn nhẹ nhàng lấy ra. Đấy, đây là mũ chúa này già hơn. Cái mũ chúa ở cái cầu kia đẹp hơn, các bạn để đây. Đấy, bây giờ là các bạn lại sử dụng cái cầu này. Bây giờ các bạn để yên đây, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết nhé. Các bạn cố gắng theo dõi nhé. Các bạn thấy hay thì cho xin một like. Mà các bạn xem tiếp nhé. Người đầu tiên các bạn là phải tìm được con chúa để các bạn cho cái cầu có chúa già này sang thùng mới. Cầu có chúa già này đây, nó xây ra ngoài này đây. Các bạn đưa sang thùng mới, đây con chúa đây này, con chúa già đây rồi nhá, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đây là con chúa già, các bạn đưa sang thùng mới đây, các bạn đưa sang thùng mới nhá. Đây nhá, cái cầu này là đã cắt mũ chúa rồi nhá các bạn nhá, cầu đã cắt mũ chúa rồi chuyển sang, và cầu bên trong, cầu này là cầu có mũ chúa này. Cầu có mũ chúa đúng không? Đây, cầu này cầu có mũ chúa này. Đấy, cứ để bên này. Các bạn chỉ để một cầu thôi. Và đây là cầu cũng cắt hết mũ chúa rồi nhá. Đấy, các bạn chuyển sang đây. Một cầu có mũ chúa nha. Lượng quân này là đông. Bây giờ cái lượng quân bên kia đang muốn cần quân đi thu mật, mà cái lượng quân bên này là chỉ chủ yếu để đợi cái mũ chúa nó nở thôi. Thì cái đây là cái vị trí, chỗ này là cái chỗ vị trí đặt cái hòm này. Đấy,
cái vị trí này là tổ cũ. Đây cái vị trí này các bạn chuyển mũi lên trên này. Chuyển xa hẳn ra. Bởi vì cái lượng. Đấy xa hẳn ra. Đấy còn hai cái mũ này các bạn muốn tận dụng. Các bạn muốn đợi thì các bạn cho vào lồng chúa. Treo đàn hồ cầu này nhá. Treo bất kỳ chỗ nào cũng được. Khi con bên kia nó nở, con nào nở trước mà cái con nào nó đẹp ấy. Kiểm tra hình thức bề ngoài mà con nào nó đẹp thì lấy. Đấy thưa các bạn. À, thưa các bạn ạ. Thì cái phương pháp lợi dụng mũ chúa chưa đàn thì các bạn sẽ sử dụng, sẽ làm các phương pháp như thế. Cái đàn ông nó đang chuẩn bị chưa đàn thì các bạn sử dụng phương pháp như thế. Các bạn đầu tiên các bạn bịt cửa tổ lại. Các bạn không khống chế được con chúa là nó bay ra xa thì các bạn mất thời gian đủ. Các bạn bịt nó lại như thế. Trong sau 1 đến 2 giờ sau khi đàn ông nó hết nhốn nháo rồi thì các bạn mở ra mà thấy nó ổn định thì các bạn sẽ kiểm tra con chúa. Con chúa già, các bạn tách ra một phùng mới. Các bạn làm tương tự như vừa giờ. Đấy. Chỉ để một cầu cho một mũ chúa. Khi các bạn đã không, khi các bạn cảm thấy không chắc chắn thì các bạn lại làm một cái lồng chúa của cái mũ chúa đó, các bạn cắm bên cạnh. Khi nở ra kiểm tra thấy có không bị xoăn cánh mà hình thức bề ngoài mà đẹp thì các bạn lại tận dụng luôn. Các bạn thấy hay không? Xin xem lại video tại đây.